Vâng, ui sang kia hôm nọ mưa ngập nước rồi. Không biết là thế nào, không biết là máy không. Hôm qua bác Nga vừa vào xong. Thế mà nó ngập máy á. Nó bị đò nó đi bộ lên trên kia này, nghe chim hót đã luôn. Nó ngồi đây con nghe. Ừ, Trang ấy vừa rồi dưới trưởng bảo là xong rồi bọn nó xuống, bọn nó lại không lấy ra sao?